Chương 4. Vậy, anh ấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Hỡi anh em, ấy là việc cớ anh em tôi đã dùng những lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo theo phe người này, nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chân Đức Chúa Trời, dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sao rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em, cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng, dẫu anh em có 10.000 thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi, vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em, người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó, bèn là năng lực họ thể nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn, chúng tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?